Kỳ Lân trân trọng kính mời quý khách cùng Kỳ Lân khui hộp, mở hộp chiếc điện thoại Vertu cảm ứng Iron Flip này. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về điện thoại cao cấp, điện thoại thương hiệu Vertu, một trong những thương hiệu điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Loại điện thoại hôm nay là điện thoại thông minh cảm ứng đời mới nhất của Vertu, một trong những đời mới nhất của Vertu, với cấu hình mảnh, dạng thanh và nắp gập. Kỳ Lân xin mời quý khách cùng Kỳ Lân khui hộp chiếc điện thoại Vertu. Kỳ Lân trân trọng kính mời quý khách cùng Kỳ Lân khui hộp, mở hộp chiếc điện thoại Vertu cảm ứng Iron Flip này. Ok, wow, một chiếc điện thoại cao cấp từ thương hiệu xa xỉ về điện thoại. Thì chắc chắn rằng tất cả những cái gì đi kèm, từ hộp đến phụ kiện bên trong, và kể cả những cái để mà đựng phụ kiện cũng phải là cao cấp, tỉ mỉ, tinh tế, rất hoàn hảo, hoàn mỹ và hoàn thiện. Camera ơi, đây, mở chốt. Wow. Cái hộp có cơ chế là bản lề ở đây, nên khi mình mở lên mới xuống thì sẽ trồi lên cái phần để bề đệm cái ngăn chứa điện thoại. Chắc chắn rằng mình phải cầm một cái điện thoại lên đầu tiên, bởi vì đây là cái trọng tâm, linh hồn của cái hộp này, mà cái chính mình đang review. Tiếp đến mình sẽ review những cái phụ kiện bên trong. Wow, một màu đen ánh bóng đẹp từ chất liệu cao cấp tạo nên chiếc điện thoại này, kết hợp với phần da cá. Da cá này, da cá hãng đã tuyển chọn của những nhà thuật gia nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, mà Kỳ Lân hay handmade túi xách thời trang của Kỳ Lân cũng chọn những loại da này cũng từ những nhà thuật gia này luôn. Kỳ Lân cũng đã review rất nhiều những video về chiếc Vertu cảm ứng nắp gập Iron Flip này rồi. Hôm nay thì tiếp tục khui hộp một cái điện thoại Vertu cảm ứng Iron Flip nắp gập phiên bản da cá nữa, nên là Kỳ Lân sẽ kết hợp chung với một cái bao da dành riêng cho chiếc điện thoại này. Ở đây Kỳ Lân có để sẵn hai cái bao da cho điện thoại Vertu cảm ứng Iron Flip, một phiên bản là da bê, một phiên bản da cá, và đây là chiếc điện thoại phiên bản da cá nên Kỳ Lân sẽ kết hợp với cái bao da là da cá. Ở chỗ này là cái logo, thì logo Vertu này nếu như quý khách muốn màu gì Kỳ Lân sẽ làm màu đó, ví dụ như là thép, hoặc là vàng trắng, hoặc là vàng vàng, hoặc là vàng hồng. Đây là phiên bản gốc Kỳ Lân mới vừa khui hộp, và có những khách hàng đã đặt mua phiên bản gốc của Kỳ Lân, sau đó yêu cầu Kỳ Lân cá nhân hóa thành độc bản cho quý khách đó, hoặc là những cái điểm mà quý khách nó muốn theo ý của mình. Tại sao ở đây có một cái lỗ tròn là vì Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.